Xin mời mẹ Tú Nga. Con trai của em á, nó đối với em rất là có hiếu. Nãy có chia sẻ với lại cháu Tròn á là xếp cháu Tròn là đứng thứ nhì, là chắc chắn cháu nó sẽ thực hành được. Cho nên là chị cứ yên tâm mà chọn cháu, tại vì cháu nó có một cái tương lai cũng rất là sáng sủa này kia. Với cháu cũng rất là hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng và có cái tính tự lập từ nhỏ tới giờ. Cho nên là chị cứ yên tâm thôi ha. Chị có yên tâm không chị? Ủa, chị gật đầu luôn rồi. Và chúng ta sẽ đến với mẹ Chiến. Xin mời mẹ. Dạ, em chào chị. Dạ, về nói về Hoài Nam nhà em thì tuy Hoài Nam là đang ít tuổi nhưng mà cháu rất là mạnh mẽ và có tự lập á, nên là bên nhà mẹ cứ an tâm là gửi gắm con gái cho Hoài Nam. Dạ hết, rất đơn giản, ngắn gọn, rất xúc là tích đơn giản. À, thật ra hai chàng trai này rất là trẻ tuổi và như nghĩ là muốn tạo điều kiện cho con có thêm nhiều trải nghiệm để có thêm một người bạn mới. Đồng ý. Sẽ không nghĩ gì nhiều hơn, giống như người mẹ ở đây là cứ hối con mình lấy chồng. Bây giờ quyết định của mẹ sẽ như thế nào? Xin mời gia đình. Cho phép được yêu. Và nhân vật mà hội nhà gái đã quyết định cho phép được yêu đó chính là Khoan. Trước khi đến với công bố kết quả, em xin phép được nhắn nhẹ với cô gái của em. Đúng rồi, cái này là khâu quan trọng nhất. Biết sao không? Tại vì gia đình em lựa chọn là đúng, nhưng mà anh cũng muốn là em cũng thể hiện được cái sự lựa chọn và mong muốn của mình một tí xíu. Nếu như gia đình mình lựa chọn mình là thái độ. Dạ. Yeah. Có nghĩa là nếu mà gia đình chọn ngay cái nhân vật mà mình thích trong đó, trái tim của em đã chọn, thì em có quyền vui vẻ và đến nắm tay chàng trai đó, bước ra đây để thể hiện là mình đã đồng ý. Và đó là cái sự hòa hợp của gia đình, đã chọn đúng cái người mà em thích. Còn nếu như mà cái nhân vật mà em thật sự là chưa có sẵn lòng lắm, nhưng em cũng sẽ theo ý của gia đình, thì gia đình của em sẽ chọn một cái người đại diện đến mời chàng trai bước ra đây ạ. Gia đình mình nắm chưa ạ? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ nhân vật được gia đình cho phép được yêu, xin mời. Đó chính là gia đình Hoài Nam ạ. Mẹ Chiến và con Hoài Nam. Phải lựa chọn làm sao đây để sao khó qua đi. Hỏi gia đình nếu muốn kết duyên, phải lựa chọn làm sao đây. Một số đi, một số đi, cho phép được yêu. Let's go. Vừa lứa dễ sợ vậy đó. Một tràng hối tay xin được chúc mừng cho mẹ Chiến. Có những cái tuần á là những cái nhân vật cũng ở một cái độ tuổi chín mùi dành cho việc là thành hôn, kết vợ, gả chồng. Nhưng mà ngày hôm nay Minh Sụ cảm quan cá nhân cảm thấy là hai bạn cần phải tìm hiểu với nhau thật là kỹ nhiều hơn nữa để cùng với nhau chia sẻ những cái tính tình nè, những cái sở thích của nhau, và đặc biệt biết đâu được các bạn sẽ có một chung một quan điểm nào đó để các và bạn một có cái thể điều nắm quan tay trọng nhau. Là như muốn nhắn nhủ với mẹ là mẹ ơi, bé Tròn còn rất là trẻ, mẹ khoan, khoan mẹ đi ơi. Khoan đi để cho bé trải nghiệm nhiều hơn, biết nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn thì chắc chắn bạn sẽ được hạnh phúc hơn. Hạnh phúc luôn luôn chín mùi nếu như bạn có đủ trải nghiệm. Thiếu trải nghiệm làm cho mình sẽ vất vả hơn rất là nhiều ạ. Dạ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai gia đình ngày hôm nay đã có một sự lựa chọn hoàn toàn hợp tình hợp lý với nhân vật chính của tuần này. Chúc mừng.